Vâng, xin cảm ơn phần trình diễn của ca đàn Guitar World. Kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn, lễ Chúa Giáng sinh, chuông nhà thờ sẽ đổ hồi báo, loan báo tin vui Thiên Chúa là người để cứu chuộc chúng ta. Những bài thị ca được cất lên và mọi người dù trẻ dù già, dù với giọng quen có thích hát hay không, cũng sẽ cất tiếng ca hát. Còn cách nào để bộc lộ niềm vui của ngày Chúa Giáng sinh hơn là tiếng ca? Trong các ca khúc nghiệp sướng của ngày Giáng sinh đó, có lẽ lời hát của các tu thần được lặp lại nhiều nhất. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người hiểu thân. Vâng, bài ca trên bầu trời Bethlehem năm xưa của các thiên thần khiến mọi âm hồn đều rung động và khao khát gặp gỡ chiêm ngắm Chúa hài đầu. Giờ đây khi nghe nhạc khúc thiên thần giữa cung trời Noel, chúng ta hãy hạ hồn theo nhịp hát, và hơn nữa là chúng ta hãy để cho âm hồn tràn ngập những tia sáng vinh quang của Chúa, vinh quang đã tỏ ra cho từng người chúng ta, ba bạn trẻ trên chúng ta. Nhờ vậy mà chúng ta thấy bình an trong tâm hồn. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe liên khúc tiếng muôn thiên thần, chuông vang vang, tiếng hát thiên thần. Phần chỉ huy hợp xướng Phạm Thị Tính, Thi Bo, Ngọc Thành, Gia Phương. Vâng, xin chào một tràng vỗ tay thật lớn cho phần trình diễn của ca đoàn Tư Lê Sa. Yeah.
gọi là ca đoàn. Vâng, xin cảm ơn phần trình diễn rất vui tươi và sôi động của ca đoàn Teresa. Đó, gọi là ca đoàn. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, bài hát Kinh Vinh Danh là một trong những thánh thi quý giá nhất trong kho tàng thánh ca do giáo hội sáng tác vào khoảng thế kỷ thứ nhất hay thứ hai, dựa theo những thánh vịnh và thánh ca trong Kinh Thánh. Và như chúng ta cũng thấy, Kinh Vinh Danh vẫn được hát lên trong các ngày lễ Chúa Nhật và các lễ trọng. Lời kinh quen thuộc khiến ngay cả một em thiếu nhi cũng có thể dễ dàng ngân lên để ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa. Vâng, chúng ta vẫn hát lời kinh ấy, nhưng có lẽ quan trọng hơn mình, là người chúng ta sống thế nào. Mình kết thúc ở đây nha, chúc mình sẽ quay tiếp. Ba cả nhà. Thiên Chúa và cứu rỗi linh hồn mình, đó là một kiếp sống.